Em xin chào cả nhà đã quay lại kênh bất sản Việt ngày nay là đã đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị thứ nhất là được nhiều sức khỏe cái đó là được bình an vượt qua mùa dịch ha thì ở Tiền Giang hiện tại thì cũng bớt dịch anh chị ha nhưng mà vẫn chưa cho ra đường nha anh chị vẫn còn nhiều chốt ha và nhiều chỗ phong tỏ nên em không quay quay được nên chủ có ký gửi anh em coi trên YouTube anh chị đã gửi anh em một miếng đất cực kỳ đẹp nha anh chị với mặt tiền đó là 102 m sâu vô đó là 60 m trên tổng cái thửa đất cái sầu riêng của mình đó là 6.000 mét vuông nha anh chị ra chủ ký gửi giá bán chỉ có là 560 triệu anh chị là 1.000 mét vuông nha anh chị giá này chủ còn thương lượng ha thì đặc biệt là đất mình á gần ở đường nhựa chỉ có là 50 mét thôi à, rất là gần nha anh chị rất là thuận tiện cho mình lưu thông ha và trên cái mảnh đất mình á thì có một cái nhà cấp 4 là nhà chưa tô nha nhà tường nha anh chị đó, thì về mình về nghỉ dưỡng trong mùa dịch này rất là hợp lý ha rồi không để mất thời gian của cô chú và anh chị nữa mình xem ngay bây giờ nha anh chị Trước màn hình mà anh chị di chuyển đường nhựa đây là khoảng 1 km nữa sẽ đụng tới quốc lộ A. Ra đó mình rẽ phải anh chị là ngay cầu Cai Lậy, ngã tư Cai Lậy nha anh chị. Rồi cũng đường đó di chuyển về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho là 35 cây số. Cũng trên đường đó di chuyển về hướng Sài Gòn là khoảng 85 cây số nha anh chị. Còn nếu mà anh chị ra đó quốc lộ mình rẽ trái là về hướng Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ nha. Còn từ vị trí em đứng đây em di chuyển vô cái giường sầu riêng của mình á là chỉ có 50 m thôi chị rất là gần nha anh chị là đường xe máy nha là đường đá xanh là khoảng một mét rưỡi đến 2 mét thôi anh chị trên cái giường sầu riêng của mình anh chị thì có một cái nhà cấp 4 nhà đó là nhà tường nha anh chị nhưng mà chưa tô nha à đây là những thông tin hình ảnh sổ chủ cung cấp bên em em dựng lại gửi sản phẩm này đến cô chú và anh chị ha thì anh chị thấy thích hợp cái mua miếng sầu riêng này thì liên hệ bên em thì qua cái dịch anh chị xuống xem được á thì liên hệ với em đem xe hẹn chủ ra để mình trao đổi cái giá cả để hợp lý để mình mua nhanh chị thì vị trí là rất thích hợp cho cô chú nào lớn tuổi về nghỉ dưỡng nha thì tổng diện tích cái thửa sầu riêng của mình đó anh chị là 6.000 mét vuông à, ngang là 102 m sâu vô là 60 m anh chị và một tiền khá là dài nha anh chị nhưng mà cái hậu nó hơi teo xíu nha chứ em đưa cái sổ và một số hình ảnh chủ cung cấp anh em cho anh chị xem rồi mình đi vô vườn đường nó xanh nha anh chị Đó mình chạy vô khoảng 50 mét anh chị Là tới cái vườn sầu riêng mình rồi Đây anh chị cái đường đi vô nè Đó quay vô cho anh chị xem nè Đó đường này khoảng mét rưỡi đến 2 mét thôi anh chị Xe ô tô mình vô không được nha à, Vị trí à, đất của mình ở đây á, là ở ấp Bình Trị à, Xã Bình Phú Huyện Cây Lậy, Tỉnh Tiền Giang nha anh chị từ vị trí vườn sầu riêng mình á, di chuyển ra quốc lộ A ngay cầu Cây lậy ngã tư Cây lậy á, anh chị là chỉ có là một km thôi đó, rất là gần nha anh chị. Hiện tại thì sầu nguyên của này á, thì đang có trái luôn anh chị. Đó, hệ thống túi tiêu đầy đủ luôn hết nha. Anh chị rất yên tâm về cái à, hệ thống ha. Đây mình đã tới cái vườn à, sầu nguyên nè anh chị, cái đường đá xanh nha. Đó, đất mình nằm trên trái trái anh chị. Hiện tại là sầu nguyên đang có trái nha anh chị. Nếu mà anh chị di chuyển về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho á, là khoảng 35 cây số nha đám nó thông tin cụ thể chính xác để anh chị nắm được cái giường sầu riêng mình cần mua nha trên đất mình á thì sạch sẽ không có mồ mãi gì hết nha anh chị anh chị rất là yên tâm ha đây là chủ cung cấp thông tin chính xác cho em em gửi đến anh chị để anh chị biết được cái miếng sầu riêng này cần mua thì qua cái dịch á thì anh chị về đây à, xem trực tiếp đất một lần nữa rồi gặp chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị hiện tại thì sầu riêng này đang có trái nha mà trên cái giường mình á, thì có một căn nhà cấp 4, nhà tường Ở nhà cũng rất là rộng rãi nha anh chị Nhưng mà chưa có tô gì hết nha mà chủ quên cái chụp cái nhà ở trong giường anh chị Tại cái nhà chủ ở gần đây khoảng mấy cái số nên giờ không có vô giường được Đó, thì còn chốt anh chị Và em cũng không đi quay được Nên đây là chủ coi trên Youtube của em Rồi gọi về bên em Rồi gửi thông tin bán dùm cái thửa đất Dường sầu riêng này gấp nha anh chị tại vì chủ trong mùa dịch này cũng đang cần một số tiền và đang cũng khó khăn nha anh chị nên bán gấp nha giá chỉ có là 560 triệu trên 1 ngàn mét vuông nha anh chị nên tổng cái thửa à, vườn sầu riêng mình là 6 ngàn mét vuông nha đây anh chị thấy không nè cây sầu riêng nè anh chị thấy không trái rất là nhiều nha anh chị đó về mình có quy lại liền luôn anh chị đó về đây nghỉ dưỡng là quá là tuyệt vời anh chị di chuyển ra đường nhựa chỉ có là 50 mét thôi nếu mà anh chị có xe ô tô á thì mình về đây mình coi trực tiếp đất đi gặp chủ rồi mình thương lượng cái hai cái nhà cái bên đường nhựa vô anh chị thì dân nó hiến đất ra mình làm đường 3 mét luôn mình xe ô tô mình vô tới chỗ anh chị đó rất là thuận tiện ha thì dân ở đây rất là thân thiện mà ta hiến đất một xíu không có sao đây đất rất là rộng nha anh chị và đất người ta không có giá trị và đất mình có đường ô tô ra vô nó rất là thuận tiện đúng không anh chị anh chị và cô chú cũng đừng quên like à, chia sẻ à, nhấn nút đăng ký bên dưới màn hình để tương tác với em để anh chị nhận được video mới nhất tìm đất nền à, đất công đất giường nhà ở để anh chị mua đầu tư hay là về đây nghỉ dưỡng ha hay là một nhiều mục đích khác chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều nha đây là không gian rất là đẹp nha anh chị rất là rộng nha đất mình rất là cao nha anh chị anh chị thấy không đó hệ thống tưới tiêu á chỗ gắn đầy đủ hết anh chị mình kéo cầu dao lên là nước nó chảy à, từng cây hết anh chị ha đó mình không còn tưới tay anh chị cái mặt tiền mình khá đẹp anh chị ngang là 102 trăm anh chị sâu vô là 60 mươi nha nhưng mà cái hậu mình nó hơi nhỏ lại xíu nha anh chị chút em đưa cái sổ à, cái đất này là hai sổ anh chị em đưa lên trực tiếp cho anh chị xem cái sổ luôn để anh chị nắm được cái cụ thể và chính xác nha anh chị thấy dây điện có thấy không đó cái đó là xa nha anh chị nó không phải gần đây nha ở trong giường mình nó là không có màu mã nè không có dướng trụ điện không có đứng dây điện gì hết nha anh chị rất là yên tâm nha em nói thông tin cụ thể chính xác để anh chị nắm được cái giường sầu riêng mình cần xem và cần mua nha cái trụ điện nó cả cây số anh chị rất là xa nha mà từ cái vị trí giường mình nó di chuyển ra đường nhựa chỉ có là 50 mét thôi đó không phải là xa nha anh chị rất là gần coi để em coi cây hướng đất mình là hướng nào nha anh chị ở à, đây là đất mình nó nằm hướng đông nha anh chị đây đưa lên cái la bàn cho anh chị xem trực tiếp nè đó cái đất mình nằm hướng đông nha đó anh chị nào, nào coi không thủy xây nhà cửa đó thì thích hợp hướng đông á thì đây là vị trí thích hợp cho anh chị ha thì hiện tại em nhắc lại là trên giường sầu riêng mình có một căn nhà à, tường chưa tô nha anh chị đó nhà cũng rất là rộng rãi nha đây là cái sổ nè chị đây là Bình trị, à, xã Bình Phú, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đó, đất mình là hai sổ nha. Đó, đưa thông tin cụ thể chính xác để cho anh chị nắm được nha Đây là sổ thứ nhất nha anh chị. Rồi, đây là sổ thứ hai nè anh chị. Đó. Sổ thứ hai thì nó là 2470 m2 nha anh chị. Còn cái sổ kia là 3000 mấy nha, là tổng diện tích cái vườn sầu riêng mình lên tổng là 6000 m2. À em nói là thông tin cụ thể chính xác để anh chị nắm ha rồi em đưa hai cái sổ lên gặp lại cho anh chị xem nè nó nằm vị trí vậy nè anh chị đây em gạch cái cái, cái gạch màu tím anh chị thấy không đó là đường mặt tiền mình là 102 mét nha anh chị đó, em nói cái sổ thứ hai vô là cái cái gạch màu vàng anh chị đó em gạch này để cho anh chị gáp lại cho, cho nó cụ thể mình nắm chính xác hơn nha anh chị đó có thửa đất mình y chang vậy anh chị ha đó là ngang là 102 m à, sâu vô là 60 m cái hậu mình hơi tớp một xíu anh chị cái hậu mình khoảng là 90 hơn chị đó thì à, gia chủ ký gửi giá bán là 560 triệu trên 1 ngàn mét vuông anh chị giá này thì chủ còn thương lượng ha và giấy tờ đó thì chủ bao giấy tờ trọn có hết cho mình luôn mình rất yên tâm về giấy tờ nha anh chị và trên đất mình đó thì sạch sẽ không có màu mãi gì hết nha và dây điện hay là trụ điện gì đó không có trên đất mình nhanh chị anh chị rất là yên tâm về vấn đề đó nha thì hiện tại thì anh chị cũng thấy rất là rõ hơn đây là hình ảnh à, thông tin chủ gửi bên em thì em dựng là gửi đến anh chị thì đây là thông tin chính xác nha anh chị đó thì cây là sự... cây sầu riêng hiện tại đang có trái luôn nè anh chị thấy không rất là rõ ha thì em xin nhắc lại từ vị trí mà nó di chuyển ra đường nhựa là 50m nha đó là đất mình là đường xe máy nha còn di chuyển ra quốc lộ A ngay chỗ mà cầu cây lậy ngã tư cây lậy anh chị chỉ có là 1 km thôi ở đó gần là có tiện ích anh chị có chợ nè có trường học nè ủy ban và nhiều tiện ích khác nha anh chị rất là thuận tiện cho mình ha thì uh, diện tích của mình đó là ngang là 102 nha sâu vô là 60 nha anh chị à, sản đặc biệt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất thi công công trình nếu anh chị có nhu cầu thì ký gửi em em bán nhanh cho quý đầu tư và anh chị nha Đến đây em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm đến sầu riêng này thì liên hệ bên em ha. Thì diện tích là khá là rộng đúng không anh chị? Ngang là 102 m, sâu vô là 60 m anh chị. Nên tổng cái thửa đất này là 6.000 m vuông. À giá chỉ có là 560 triệu trên 1.000 m vuông nha anh chị. Giá này thì chủ còn thương lượng nha. Anh chị cũng rất là yên tâm về giá cả nha. Thì trong mùa dịch này thì gia chủ cũng đang gặp khó khăn về kinh tế gia đình cũng đang gặp cái số tiền nên cần bán cái thửa đất này gấp nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mua cái thửa này thì liên hệ em trước ha, thì em sẽ hẹn chủ ra à, gặp trực tiếp anh chị và mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Thì vị trí đây là khá là thuận tiện nha anh chị. Di chuyển ra đường nhựa chỉ có là 50 mét anh chị. À, gần tiện ích, gần quỹ ban, gần trường học chỉ có là 1 km anh chị ha, rất là gần nha. Và anh chị cũng đừng quên. À, like, chia sẻ, nhấn đăng ký bên dưới để tương tác với em để nhận được video mới nhất tìm đất nền, đất công, đất giường, nhà ở để cho anh chị đầu tư hay là về đây nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác nhanh chị chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều ha và những video này thông tin hình ảnh chủ cung cấp anh em em dựng lại có gì sai sót và không có nét lắm anh chị và cô chú cũng thông cảm cho em nha kính chúc với quý cô chú và anh chị được nhiều sức khỏe bình an à, qua mùa dịch này ha. Rồi xin chào và hẹp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.